Nam Mô A Di Đà Phật Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tập 203 Người Giảng Lão Hòa Thượng Tình Không Xin mời mở quyển kinh Khoa hội tờ thứ 27 Kinh văn đếm xuống hàng thứ ba Tiếp xuống hàng thứ ba Chúng ta xem lợi tha hành Ư ừ chư hữu tình Thương hoài từ nhẫn Hòa nhan ái ngữ Cần dụ sách tấn Đến chỗ này là một đoạn nhỏ bên trên ở trên kinh phật chúng ta huệ lợi quần xanh đây là thực tiễn từ bi nhẫn lực thành tựu là thực tiễn nhẫn nhục ba la mật tiếp theo nói ư chư hữu tình thường hoài từ nhẫn cũng chính là nói huệ lợi quần xanh nhẫn lực thành tựu chúng ta phải hằng thường gìn giữ mỗi niệm không quên lợi ích chúng sanh huệ là bố thí thường hay có cái tâm bố thí có ý nguyện bố thí bồ tát bố thí chắc chắn là có lợi ích đối với chúng sanh người thế gian trong việc bố thí đích thực có lợi ích cũng có có hại cho đến bố thí của yêu ma quỷ quái chắc chắn là có hại bạn mới tiếp xúc dường như họ rất là hòa thiện đến sau cùng thiệt thòi bị lừa hối hận không kịp nhưng chỗ này chúng ta đều phải có thể phân biệt phật bồ tát thuần dùng cái tâm lợi ích chúng sanh làm tâm hòa nhang ái ngữ khuyến dụ sách tấn bốn cái chữ này chúng ta cần phải làm cho được cần phải học tập tu hành có tâm đắc hay không có công phu hay không ở trên diện mạo của bạn thì đã xem thấy rồi đây chính là rất rõ ràng cảnh tùy tâm chuyển diện mạo của chúng ta Chuyển được nhanh nhất Chuyển được rõ ràng nhất Bạn xem chư Phật Bồ Tát Bốn cái chữ này là thực tiễn viên bản Hòa nhang ái ngữ Người xưa nói Trong không vọng nhiễm Trong tâm của bạn không có vọng niệm không có ô nhiễm bằng biểu hiện ở bên ngoài tự nhiên là ôn hòa đây chính là hòa nhan chúng ta ngày nay dung mạo biểu hiện khiến một số người không dám tiếp cận vọng thật đáng sợ vọng thật đáng ghét do nguyên nhân gì vọng tưởng tạp niệm ở bên trong chúng ta quá nhiều phải quấy nhân ngã thăm sân si mạng cái dung nhan này làm sao có thể ôn hòa Đây là chân tướng sự thật Hoàng lão cư sĩ Ở trong chú giải vận dụng một đoạn lời Trong kinh Thắng Thiên Dương Bát Nhã Đây là ở trên kinh Phật nói Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Như thị tùy thuận Phật Thanh tịnh giáo Đổ chư chúng sanh Diện môn tiên tiếu Cho nên Đạo tràng của nhà Phật Tự diện am đường Bạn xem Vừa bước vào cửa đem bồ tát di lặc đặt ngay ở cửa trước để bạn vừa bước vào vị đầu tiên xem thấy là ngài ngài mặt đầy nụ cười cho nên bạn muốn hỏi tại vì sao đem bồ tát di lặc để ở ngay trước cửa để ở ngay giữa đối với cửa lớn đây là thích ca ni phật vậy chúng ta làm đây là bồ tát cái gì gọi là bồ tát chúng ta phải làm cho rõ ràng có lẽ bạn nói ngài là bồ tát ta không phải là bồ tát bồ tát cười với người ta không phải là bồ tát bồ tát là lời của ấn độ xưa ý nghĩa của nó là người giác ngộ đại sư huyền trang phiên dịch thành giác hữu tình chúng ta là phàm phu phàm phu gọi là hữu tình chúng sanh tình thức của chúng ta chưa đoạn tình là cái gì phiền não phiền não tập khí chưa đoạn hiện tại bắt đầu học phật quy y tam bảo chính là giác ngộ rồi quy y tam bảo giác mà không mê chánh mà không tà tịnh mà không nhiễm bằng tu giác chánh tịnh xa lìa mê tà nhiễm bạn chính là bồ tát bồ tát sinh hoạt thường ngày hành trì thì gọi là bát nhã ba la mật chỗ này chúng ta nhất định phải hiểu cho nên học phật cho dù làm Bồ Tát rồi Các vị đồng tu Đồng tu tại gia Có không ít người đã thọ qua Bồ Tát giới Thọ Bồ Tát giới rồi Vậy bạn nhất định phải học Bồ Tát Bạn không học Bồ Tát Bạn thọ Bồ Tát giới Thì có lỗi với Phật Bồ Tát Bồ Tát từ chỗ nào mà học Khi gặp người Trước tiên nở nụ cười đón người đây là điều đầu tiên của bồ tát khi gặp người không biết cười thì không phải là bồ tát bồ tát gặp người nhất định phải cười trước mỉm cười đón người cũng giống như bồ tát di lặc vậy phải có thể bao dung người trung quốc tạo tượng bồ tát di lặc không phải bồ tát di lặc của ấn độ tượng bồ tát di lặc ấn độ đại khái gần giống tượng của quan thế âm đại thế chí người trung quốc chúng ta tạo tượng bồ tát di lặc là tạo tượng hòa thượng bố đại bố đại hòa thượng xuất hiện vào thời kỳ nam tống trung quốc cùng một thời đại với nhạc phi hiện tại chúng ta tạo tượng của ngài khi ngài viên tịch nói với mọi người ngài là bồ tát di lặc hóa thân đến nói ra thân phận của ngài thì ngài liền đi đây là thật không phải là giả nếu như nói là thân phận mà vẫn không đi đây là giả không phải là thật ở trong nhà Phật có một thí dụ như vậy Nếu bạn nói ra thân phận Bạn nhất định phải đi Nếu bạn không đi Bạn là yêu ngôn hoặc chúng Bạn có ý đồ khác Có mục đích khác Tóm lại cầu người Cung kính cúng dường Cho nên Thân phận vừa bộc lộ Họ liền rời khỏi thế nhân Mọi người gọi Ngài là Bồ Tát Di Lặc Thái Lai Thế là tạo tượng Bồ Tát Di Lặc Thì tạo tượng của Ngài Tượng của Ngài rất là tốt Ý nghĩa biểu pháp rất là rõ ràng Nếu như độ lượng không lớn Không thể bao dung các gì tưởng tượng ngày làm sao có thể cười được như vậy đặc biệt là sinh hoạt vào cái thời đại hiện nay của chúng ta không luận là cá nhân tu học đoàn thể cộng tu không thể nào có thập toàn thập mỹ luôn là thiện ác có phần, vậy thì đã không tệ rồi, thì đã được tán thán. Cái đạo tràng này, con người này, họ có bảy phần đều là làm ác, còn có ba phần tu hành thì đáng được người tán thán vì sao vậy bạn thấy người thế gian họ tạo ác là một trăm phần trăm một phần tu hành cũng không có có thể có ba phần là quá tốt rồi quá khó được rồi nếu bạn yêu cầu đến mười phần tu hành tôi khuyên bạn không nên yêu cầu người khác yêu cầu chính mình thì đúng Yêu cầu chính mình phải tu hành Một trăm phần trăm Yêu cầu người khác có ba phần mười Thì rất tốt rồi Nếu như có cái nhã lượng như vậy Bạn nhất định chính là mặt đầy nụ cười Hiện tại ở trong cái xã hội này Cái hoàn cảnh này trên kinh lăng nghiêm nói tà sư nói pháp nhiều như các sông hằng tôi nghe đồng tu nói có đồng tu nói với tôi ông nói có người phản đối pháp sư tịnh không đề sướng bổn hội tập của kinh vô luận thọ phải nên đem bổn hội đó đốt bỏ bởi vì có rất nhiều đồng tu đã đều đang học sau khi vị đại đức này xem thấy rồi nói các người đem nó đốt bỏ đi muốn... xin hỏi hiện tại pháp sư tình không sáng sớm mỗi ngày đều giảng một tiếng rưỡi đồng hồ đại phương Quảng phật hoa nghiêm kinh vậy kinh hoa nghiêm có cần đốt bỏ không phật pháp cần phải có trí tuệ phải giác ngộ không dùng cảm tình làm việc dùng cảm tình làm việc thì sai trên thực tế Họ tuyệt nhiên không phải phản đối kinh điển Là phản đối cá nhân tôi Ngày ngày ở nơi đây giảng kinh Giảng đến họ không thể chịu nổi Tôi ngày nay rời khỏi Đài Loan rồi Đài Loan có một số Pháp Sư rất vui mừng Vì sao vậy? Từ trước đã từng đến chỗ này tìm tôi Nói với tôi Pháp Sư tình không Thầy giảng kinh đã giảng được nhiều năm như vậy rồi Đủ rồi, không nên giảng nữa Tôi nói được Tôi nghe lời thầy Không giảng nữa Vì sao vậy? Phật dạy chúng ta hằng thuận chúng sanh Anh bảo tôi không giảng Thì tôi không giảng Bên đó lại có một số người nói Pháp sư à Ngày nên ngày ngày giảng cho tôi nghe Tốt, tùy thuận bạn Thì tôi giảng tiếp chúng ta hằng thuận chúng sanh, không phải hằng thuận một người nào. Cho nên đây là quyết định phải có trí tuệ, phải có lý trí. Nếu như nói hội tập là không được phép. Chúng ta ngày trước đọc qua thực tế mà nói, tôi đọc kinh cũng không phải là quá nhiều tôi đọc qua lăng nghiêm kinh thông dịch bộ sách này là đại sư đức thanh hám sơn cuối đời nhà thanh làm ra trước tác của ngài đại sư hám sơn ở trong bộ phận huyền nghĩa không gọi là huyền nghĩa gọi là huyền kính trên thực tế cũng chính là huyền nghĩa bên trong đã nói được rất rõ ràng kinh lăng nghiêm là hội tập không phải phật có hệ thống nói ra vào một thời điểm không phải vậy cho nên lăng nghiêm sau khi truyền đến trung quốc tổ sư đại đức phán giáo thì vô cùng khó năm thời phán giáo rốt cuộc phán lăng nghiêm ở vào thời nào tỉ mỉ quan sát kinh doanh có a hàm bạn xem như tôn giả a nan bị nạn ma đăng già nữ đó là thuộc về thời a hàm có thời phương đẳng có thời bát nhã lại có thời pháp hoa rốt cuộc là giảng vào thời nào cho nên đại sư hám sơn nói người trước cũng có cách nói này không phải nói vào một thời Đã không phải nói vào một thời Chính là Phật đã nói ở nhiều thời Sau đó đem nó hồi tập lại Thành một bộ sách như vậy Lăng nghiêm đã là bộ hội tập Chúng ta nghĩ xem Ở trong Đại Tạng Kinh Tất nhiên cũng có một số kinh điển cũng có loại giống như thế này Hội tập Làm sao có thể nói là sai Chúng ta từ ngay chủ này suy ra Nghĩ tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm nói ra tất cả kinh giáo Là chẳng phải là hội tập hay sao Thích Ca Mâu Ni Phật Chính mình có nói qua kinh hay không Đại sư Thanh Đương Nói được rất rõ ràng Ở trong Kinh Hoa Nghiêm sớ sao Thế Tôn cả đời 49 năm đã nói Chính mình không nói qua Một câu nào Kinh mà các ngài nói ra Là cổ Phật đã nói Cổ Phật nhất định Không phải một vị Do đây có thể biết Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói 49 năm là hồi tập lại của cổ Phật đã nói. Giống như khổng lão phu tử Trung Quốc vậy. Phu tử cả đời thuật nhi bất tác. Tổ hợp thuật lại giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Vậy thì có gì sai? Hiện tại có rất nhiều những đại đức xuất gia tại gia Chúng ta nghe họ giảng khải thị ở các nơi Họ cũng là đem lời nói của cổ thánh tiên hiền Chỗ này lấy một chút, chỗ kia lấy một chút Để cúng dường đại chúng Cũng là hồi tập Cũng giống như chúng ta chiêu đại khách vậy Chúng ta bày ra một bàn trái cây Trong đó có rất nhiều loại màu sắc Rất nhiều loại khác nhau đó không phải là hội tập hay sao Cây cúng dường này của chúng ta Bưng đem ra Người ta hoan nghĩ Hội tập không có lỗi lầm Đại sư Ấn Quang Ở trong văn sao Phê bình mấy bổn kinh hội tập Của kinh vô lượng thọ ngày trước Không phải ngài phê bình hội tập là phê bình người hội tập sửa đổi nguyên văn trên kinh ngài phản đối việc này hội tập không phải là phiên dịch phiên dịch có thể dùng ý của chính mình cân nhắc câu chữ hội tập thì không được hội tập thì nhất định phải dùng nguyên văn của người ta một chữ cũng không được sửa đổi. Vì thì mới đáng được người tôn kính. Sửa đổi nguyên văn. Ở mấy vị đại đức hội tập là chắc chắn không có vấn đề. Vì sao vậy? Họ sửa đổi đích thực tốt hơn so với nguyên văn. Đổi được tốt Đổi được tốt, tại vì sao còn muốn phản đối? Phản đối là cái thí dụ này không thể khai ra. Bạn sửa thì được, không vấn đề. Bạn làm cái tiền đề này, người sao không có đức hạnh của bạn, cũng không có học vấn của bạn, họ xem thấy kinh điển xem không hiểu, họ lại tùy tiện sửa đổi, Vì chẳng phải đem kinh điển sửa đổi lộn xộn hết sao? Như vậy mọi người đều sửa kinh điển truyền đến đời sau, còn có thể xem được hay sao? phản đối cái điểm này Cho nên nhất định phải hiểu được Tổ sư là phản đối việc gì Chúng ta phải đem nó làm cho rõ ràng Không phải phản đối hội tập Cũng không phải phản đối Giống cư sĩ Long Thư Cư sĩ Ngụy Mặt Tâm Họ sửa đổi kinh văn Họ sửa đổi không có vấn đề Sửa đổi được hay những người này đều là người có tu Có chứng Ở trên giảng sanh truyện Đều có tên của họ Là một tiền lệ Không thể khai mở Sau khi khai mở rồi Thì hậu hoạn vô cùng Là cái ý nghĩa như vậy Cũng như Ấn Tổ Phản đối phế bỏ độ điệp của người xuất gia sự việc này là hoàng đế thuận trị nhà thanh làm bạn xem ngài đã nêu lên bao nhiêu lần ở trong văn sao cảm thấy rất là đáng tiếc đối với việc này năm xưa hoàng đế thuận trị phế bỏ độ điệp là một việc tốt Vì sao chướng ngại Người thông thường phát tâm xuất gia Ngày trước người xuất gia không dễ dàng Phế bỏ độ điệp Chính là phế bỏ chế độ thi cử Hay nói cách khác Người nào muốn xuất gia đều có thể xuất gia Chính là như vậy Mà tố chất của người xuất gia Nhà Phật bị xuống thấp lão pháp sư là phản đối cái di chứng về sau này vào trước nhà thanh người xuất gia trải qua thi cử tố chất trình độ rất cao đạt được xã hội đại chúng tôn kính cho nên người xuất gia trên kinh điển đều nói được rõ ràng nhân thiên sư Ở trong xã hội Trên từ hoàng đế Dưới đến thứ dân Không ai không tôn kính Đích thực Có đạo đức Có học vấn Là tấm gương cho xã hội đại chúng Phế bỏ chế độ thi cử Phiền phức liền đến cho nên cửa Phật chúng ta ngày nay Tố chức của người xuất gia Đã rơi xuống ngàn trường Xã hội xem thường đối với chúng ta Là có nguyên do Chúng xuất gia Nhà Phật Chúng ta Đích thực là Không thể sánh được Người xuất gia của Thiên Chúa Giáo tu sĩ tu nữ của thiên chúa giáo chúng ta không thể sánh được với họ tôi ở trong sách giáo hội thiên chúa nếu họ muốn làm tu sĩ chúng nam làm tu nữ chỉ ít phải tốt nghiệp cao trung sau đó vào viện thần học Học 3 năm đến 4 năm Sau khi tốt nghiệp xong Mới có thể được Thân phận của tu sĩ tu nữ Trình độ cao Tốt nghiệp đại học Tốt nghiệp nghiên cứu sinh Mức độ thấp nhất Đều là trình độ của tốt nghiệp cao trung Xem qua người xuất gia trong nhà Phật chúng ta còn có một số nghe đến tiểu học cũng chưa tốt nghiệp đây là tôi xem thấy ở đài loan ở cái phương diện trình độ văn hóa này không thể sánh được với người cho nên thần phụ tu nữ đi ra để chúng xã hội rất tôn kính họ đích thực họ có trình độ tri thức Ở ngay trong đó Cho nên chế độ thi cử là tốt Không nên phế trừ Ấn tổ đối với sự việc này Cảm thấy vô cùng đáng tiếc Cho nên nếu chúng ta tường tận Tổ sư tán tháng không tán tán, nhất định phải biết. Chân tướng sự thật phải biết đạo lý mà họ đã nói. Vì thì Bồ Tát hạnh, Bồ Tát là trải qua đời sống trí tuệ cao độ. Cách nói này của tôi mọi người đều dễ hiểu. Nếu nói Bồ Tát hành bát nhã ba la mật Thì bạn không hiểu Ý nghĩa của câu nói này Chính là Bồ Tát Trải qua là đời sống trí tuệ cao độ Không luận là Họ làm việc Hoặc giả đối nhân sự thế tiếp vật Lý trí cao độ Họ không phải là dùng cảm tình mà làm việc Đây là chúng ta phải nên học Đặc biệt quan trọng là câu sau cùng Đó là dạy sơ học chúng ta Tùy thuận Phật Thanh tịnh giáo Tùy thuận giáo huấn của Phật Đà Giáo huấn của Phật đều là thanh tịnh giáo huấn thanh tịnh có hai ý nghĩa phật dạy chúng ta phải tu tâm thanh tịnh bạn xem đề kinh bản dịch tháng của bộ kinh này thanh tịnh bình đẳng giác trong kinh điển dạy chúng ta phải tu thanh tịnh, bình đẳng giác. Đây là giáo hướng thanh tịnh. Ngoài ra còn có một ý nghĩa, Phật giáo hóa tất cả chúng sanh đều là từ trong tâm thanh tịnh lưu xuất ra. chúng ta phải từ ngay chỗ này mà tỉ mỉ thể hội phật giáo hóa chúng sanh chúng ta xem thấy ghi chép ở trong kinh điển thế tôn ngài năm xưa còn ở thế gian vì đại chúng giảng kinh nói pháp 49 năm Nhà Phật thường nói Giảng kinh hơn 300 hội Nói Pháp 49 năm Hơn 300 hội Nếu dùng lời hiện đại mà nói Giống như là thành lập Phật học giảng tòa của chúng ta vậy Lập giảng tòa mọi người cùng nhau nghiên cứu Làm loại hoạt động này 300 lần Mỗi lần thời gian dài ngắn không nhất định Xem nội dung của Phật nói Kinh dài thì thời gian giảng dài một chút quá trình ngắn một chút thì thời gian cũng ngắn một chút không phải phật thích làm những hoạt động này phật thực tế mà nói như một việc không bằng ít một việc ít một việc không bằng không việc Hoạt động là làm thế nào Đều là có người khải thỉnh Hơn 300 hội Chính là hoạt động hơn 300 lần 49 năm tổ chức hơn 300 lần hoạt động Như hôm nay Malaysia Có mười mấy vị đồng tu Đến thăm tôi Nói với tôi Chúng ta đến Malaysia tổ chức hoạt động Đây chính là Pháp hội Như vậy mà hình thành Họ đến thương lượng với tôi Muốn mời đồng tu chúng ta Đến Malaysia để hoàn Pháp Tôi nói tốt Tôi nói Anh mời Pháp Sư đến nơi đó ở bao lâu Họ nói Ở một tháng đến ba tháng có được không Tôi nói không được Họ một người đến nơi đó ở một tháng đến ba tháng Ở nơi đây họ không thể học rồi Lớp bồi dưỡng của chúng ta đều bị chướng ngại Cho nên tôi kiến nghị với họ Tôi nói không được vượt quá một tuần lễ Đây là quy mô pháp hội nhỏ Thời gian ngắn Họ nói chúng tôi hy vọng Ở nơi đó giảng kinh cũng không gián đoạn Tôi nói có thể không gián đoạn họ hỏi một tuần lễ thì làm sao không gián đoạn vị pháp sư này một tuần lễ vị pháp sư kia tuần lễ thứ hai thì chẳng phải không gián đoạn rồi sao họ liền bỗng nhiên hiểu ra tôi nói tốt anh đi tìm hội trưởng chúng ta nói với ông ấy tiếp theo indo có mấy vị đồng tu đến thăm tôi Họ cũng muốn mời chúng ta đến Indo để hoàn pháp Đến thủ đô Jakarta, Indo Tôi nói Indo nơi đó tôi chưa đi qua Nếu như có cơ hội Chúng ta đi trước xem qua hoàn cảnh nơi đó Hơn nữa Tôi còn nhắc nhở Tôi nói hiện tại Người chân thật phát tâm làm việc tốt. Từ phước báo. Phước báo gì lớn nhất? Thành lập trường học phước báo lớn nhất. Đây là lợi ích chân thật. Từ thiện cứu tế, họ có khổ nạn. Họ không có cái ăn bằng tặng một ít thức ăn cho họ không có áo mặc bằng tặng quần áo đến cho họ bạn chỉ có thể cứu họ nhất thời bạn không thể nào giúp họ cả đời giúp đỡ người cả đời là giáo học là giáo dục tôi nói nếu như các vị có năng lực phải nên lập trường học nếu như có cái sức mạnh này cũng có cái cơ duyên này phải nên nhìn vào ở ngay chỗ này như lần trước chúng ta ở malaysia tham quan trường học hoa văn malaysia có không ít trường tiểu học của hoa kiều trung học Độc lập của Hoa Kiều Đều làm được rất tốt Làm được rất có thành tựu Tân Sơn ở bên đó Tôi đến tham quan Một trường tiểu học Hoa dân quốc quan Nó có học trò lên đến Hơn 4.500 người trường học làm được tương đối tốt nghe nói có rất nhiều trò muốn đến cái trường học này bị hạn chế số người nên không thể vào chúng ta hy vọng indo cũng có thể giống như malaysia vậy thành lập nhiều trường trung tiểu học hoa văn hơn nữa việc này đối với việc nâng cao trình độ văn hóa trung văn đối với tương lai học phật mới chân thật xây dựng nền móng phiên dịch của kinh điển là rất gian nan bao nhiêu năm có rất nhiều người đang làm công tác này rất không dễ dàng tốt nhất có thể học hoa ngữ trực tiếp đọc tụng nghiên cứu kinh điển của hoa văn vào thời xưa pháp sư dịch kinh đều là người chứng quả tuyệt nhiên không phải nói là khai ngộ chân thật chứng quả cho nên kinh điển hoa văn phiên dịch được tốt không chỉ là nghĩa lý không có sai lầm ý nghĩa thuần chánh của phật được giữ gìn lại văn tự rất là hoa mỹ phật kinh là tác phẩm văn học ở trong văn học nó cũng có địa vị tương đương được giới văn hóa tôn trọng cho nên hoa văn phải nên chăm chỉ nỗ lực học tập đây là giáo huấn thanh tịnh chư phật bồ tát lịch đại tổ sư giáo hóa tất cả chúng sanh tiếp nhận đại chúng cúng dường đây cũng là giáo huấn của phật thế nhưng phải ghi nhớ dạy bảo của phật tiếp nhận cúng dường hạn chế ở bốn sự việc cái thứ nhất là ẩm thực phật đà ở đời mỗi ngày ra ngoài khất thực tiếp nhận cúng dường một bát cái thân thể này của chúng ta sống ở thế gian là thân nghiệp báo mỗi ngày phải ăn cơm đây là cúng dường ăn uống Thứ hai là y phục Quần áo mặc cũ rách rồi Có thể tiếp nhận Người tại gia Cúng dường quần áo Thứ ba là ngoạ cụ Cũng chính là hiện tại chúng ta gọi là ngủ nghỉ người xuất gia vẫn là phải ngủ nghỉ phật tuyệt nhiên không có quy định người xuất gia không nằm giường không có quy định này không nằm giường là việc của cá nhân trên kinh phật không có quy định này tóm lại mà nói một nguyên tắc đời sống trải qua được càng đơn giản càng tốt cho nên tiếp nhận cúng dường hòa cụ Thứ tư Cái thân thể này Của chúng ta có thể bị bệnh Bệnh đau Là không thể tránh khỏi Khi bệnh khổ tiếp nhận Thuốc thang cúng dường Phật chỉ nói cho chúng ta nghe Bốn sự việc này Gọi là Tứ sự cúng dường Đây là như pháp Người xuất gia phải nên tiếp nhận ngoài cúng dường này ra thì không nên tiếp nhận đây gọi là giáo huấn thanh tịnh chúng ta ngoài tứ sự cúng dường này ra thì không thanh tịnh chúng ta chính mình nhất định phải hiểu được tôi ở rất nhiều nơi cũng có không ít tín đồ rất tốt hảo tâm muốn xây đạo tràng cúng dường tôi ở trên kinh phật không có dạy điều này không có nói tiếp nhận đạo tràng của người khác không có nói cái điều này thích Ni và cả đời cũng không tiếp nhận người khác cúng dường đạo tràng. Chúng ta học Phật luôn phải lấy Phật làm tấm gương. Bạn xem năm xưa thế tôn giảng kinh nói pháp có không ít đại phú trưởng giả cung cấp. Nơi chốn giảng kinh Những nơi chốn đó là mượn dùng Quyền sở hữu, chủ nhân Đều là tín đồ tại gia Bạn xem Kinh Di Đà Kinh Kim Cang Kỳ thọ cấp cô độc viên Ở nơi đây Phật giảng qua không ít kinh Sáng quyền ở nơi đó là của trưởng giả cô độc, thái tử kỳ đà, trưởng giả cấp cô độc, họ hai người cùng có tài sản, thích ca muni phật chỉ là mượn dùng, vậy thì được, tuyệt đối không thể nào tiếp nhận sản quyền của họ, tiếp nhận sáng quyền. Thì sai rồi Phật dạy chúng ta xuất gia Rời khỏi nhà rồi Kết quả không nghĩ đến Lại tiếp nhận một cái nhà Ra một cái nhà nhỏ Lại tiếp nhận một cái nhà lớn Cái phiền phức này thì lớn rồi Phải biết Nhà là phiền lụy Gọi là gia lụy Xuất gia là gạt bỏ gia lụy Kết quả bạn là một cái đạo tràng Thật lớn mà chết người đây là chúng ta phải hiểu cho rõ ràng Hiểu cho tường tận Thường hay nghĩ đến Thích Ca Muni Phật Chúng ta trải qua đời sống của Phật Đà Đó chính là Đời sống trí tuệ cao độ Chính là hành bát nhã Ba La Mật Đa Như vậy mới là chân thật Tùy thuận Giáo huấn của Phật Đà Tôi cũng khuyên đồng tu Trẻ tuổi của chúng ta Chính mình không nên làm đạo tràng chính mình làm đạo tràng sau cùng là hại chính mình bạn cả đời đều không tự tại đã là xuất gia rồi chăm chỉ nỗ lực học kinh giáo kinh giáo bạn nói tôi rất ngu tôi không có thiên phố tôi học không tốt trên kinh di đà mười sáu vị tôn giả có một vị châu lợi bàn đại gia Lẽ nào bạn còn ngốc hơn ngài sao Tôi nghĩ bạn thông minh hơn ngài nhiều Ngài ngốc Ở cái trình độ đó Trên kinh điển ghi chép Phật dạy ông bốn câu kệ Dạy ông cái câu trên Thì không biết cái câu dưới Dạy cái câu dưới Thì quên mất câu trên rồi ngay người căng tánh như vậy thích ca mâu ni phật rất có tâm nhẫn nại đều đem ông dạy thành công sau cùng ông cũng đại triệt đại ngộ giảng kinh nói pháp người xưa chúng ta gọi là chỉ cần có hằng tâm cây sắt còn mài được thành kim con người có thể có hằng tâm phấn đấu nỗ lực tinh tấn không ai không có thành tựu huống hồ còn có oai thần tam bảo gia trì làm gì mà học không tốt Thế nhưng phương pháp tu học Nhất định phải hiểu được Quyết định là một môn thâm nhập Cả đời học một bộ kinh Chuyên giảng một bộ kinh Chuyên hoàng một bộ kinh Bạn liền có thể thành công Một bộ kinh không cần nói quá dài giả định nói giảng một tháng bộ kinh này một tháng giảng viên mãn giảng đến mười năm xin nói với các vị không có người nghe trong giảng đường chỉ có bàn ghế cũng giảng với chúng mười năm từng lượt từng lượt giảng không gián đoạn bạn thành công rồi bạn trở thành chuyên gia của bộ kinh này thế giới đệ nhất bạn có thể y giáo tu hành y giáo gì chính là chỗ này đã nói ư ừ chư hữu tình thường hoài từ nhẫn hòa nhan ái ngữ cần dụ sách tấn chỉ cần bạn đem bốn câu này học cho tốt chân thật làm đến được pháp duyên của bạn thù thắng Đến đâu cũng có người mời bạn đi giảng kinh Bạn một năm Có mười chỗ để giảng Thế giới này Rất lớn Bạn giảng đến một trăm tuổi Cũng giảng không xong Bạn còn muốn có nơi trốn làm gì Thì không cần nơi trốn rồi Mỗi một nơi Đến ở một tháng Giảng kinh một tháng đến khắp nơi làm khách làm khách thì tốt hơn người ta đều cung kính đối với bạn làm chủ nhân rất khổ sở làm chủ rất khổ làm khách rất thoải mái rất tự tại nơi nơi làm khách toàn thế giới mỗi một nơi đều đến làm khách nhất là hiện tại giảng kinh thính chúng đều đến từ khắp mọi nơi Họ nghe rồi hoan hỷ Họ liền mời bạn đến nơi của họ để giảng Canada đồng tu bên đó Mời chúng ta qua giảng kinh Chẳng phải là ở nơi đây nghe qua vài lần sau Nghe rồi hoan hỷ Mới mời chúng ta đi Cho nên Học xong một bộ kinh rồi Cả đời bạn an vui không gì bằng hà tất phải xây đạo tràng mệt chết người việc này quyết không phải người thông minh nên làm đạo tràng để ai đạo tràng để cho cư sĩ tại gia cư sĩ tại gia hộ pháp người xuất gia chúng ta chỉ làm việc hoằng pháp hoằng pháp cùng hộ pháp hợp tác mật thiết Như vậy thì người Hoàng Pháp làm được rất tốt Hậu Pháp cũng làm được rất tốt Phật Pháp mới có thể hương dưỡng Đây là làm thế nào Tùy thuận giáo huấn thanh tịnh của Phật Cùng tiếp xúc với đại chúng Nội tâm đích thực Thanh tịnh Chân thành bình đẳng tự nhiên là biểu hiện ra là hòa nhan ái ngữ nói đến ái ngữ đây là một trong tứ nhiếp pháp tứ nhiếp pháp vô cùng quan trọng phật bồ tát hằng nguyện của các ngài nhiếp thọ chúng sanh cái nhiếp thọ này dùng lời hiện đại để nói là giáo hóa chúng sanh muốn dạy chúng sanh bạn dùng phương pháp gì để đối phương khởi tâm cung kính đối với bạn họ tôn kính bạn ưa thích bạn bằng lòng nghe lời của bạn một bộ phương thức này thì gọi là nhiếp thọ cái nhiếp thọ này phật đã nói bốn loại pháp Người với người cùng ở chung phải hiểu được bốn loại Pháp này. Bạn cùng tất cả chúng sanh nhất định phải là một người bạn tốt. Tứ nhiếp Pháp nếu dùng ở gia đình, gia đình bạn hòa thuận. Tứ nhiếp Pháp dùng ở vợ chồng. Vợ chồng ân ái, hảo hợp hiện tại thường hay nghe đến ly hôn không hiểu tứ nhiếp pháp cho nên hôn nhân xảy ra vấn đề gia đình xảy ra vấn đề chúng ta thường hay nghe đến trường học hiện tại học trò không nghe lời lão sư lão sư không hiểu tứ nhiếp pháp công nhân không nghe lời ông chủ ông chủ không hiểu tứ nhiếp pháp cho nên cái xã hội này, các ngành các nghề đều phải cố gắng học tập tứ nhiếp pháp. Khi tứ nhiếp pháp học xong rồi, bất cứ cái gì cũng đều thông, vấn đề gì cũng đều giải quyết được. Việc thế gian có sự nhất là nhân sự. Người với người cùng ở chung. Người cùng ở chung với tất cả chúng sanh. Bốn loại pháp này của Phật nói, thông hết. Cho nên Chúng ta không chỉ phải học Phải cố gắng thể hội Đại đạo lý trong đây Biết được chính mình Phải nên làm thế nào Học tập Làm thế nào Đem nó thực tiễn Cẩn dịch Vọng tay cư sĩ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ A cộng gmail.com Người đọc Hạnh quan, Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật